ngôi sao đang thi đấu cho Everton. Eji Savue vẫn chưa tìm được bến đỗ lý tưởng cho mình sau nhiều đồn đoán trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Theo nguồn tin từ The Liverpool Echo, vào tháng riêng, phía Paris Saint-Germain đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cầu thủ người Senegal và đặt lên bàn đàm phán 26 triệu bảng, nhưng đội bóng vùng Merseyside đã khước từ lời đề nghị từ gã nhà giàu nước Pháp. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Cựu ngôi sao Aston Villa sẽ bước sang tuổi 30 vào năm sau. Vì vậy, giá trị của anh cũng theo thời gian mà suy giảm dần. Vue chỉ bỏ lỡ 5 trận đấu trong mùa giải này, tuy nhiên hiệu quả anh mang lại không đảm bảo như những gì anh từng làm trong 3 năm qua. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Thay vì việc giữ khư ngôi sao của mình, Everton nên bán Vue nhằm kiếm được khoản lợi nhuận nhiều hơn chi phí họ phải trả cho Aston Villa vào năm 2016, mùng 7 tháng 1 triệu bảng, để đưa anh về Goodison Park. Giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Toffee cần khôn khéo trên bàn đàm phán và đẩy giá của tiền vệ người Senegal lên mức cần thiết. Sau đó, họ có thể sử dụng số tiền kiếm được bổ sung nhân lực ở các khu vực khác khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở.